Chào cô bác anh chị em và các bạn. Thêm một loại bánh hấp thơm ngon dễ làm. Hôm nay mình khuyên chia sẻ bánh vách trần nhân tôm thịt ăn cùng với lại nước mắm. Bây giờ sẽ cùng vào bếp để làm bánh này cho gia đình nha. Và cắt ra cho anh chị em và các bạn thấy bánh của mình. Đó, ngon chưa nè. Bánh vách trần nhân tôm thịt đậu xanh, khi ăn thì chan nước mắm ớt. Nhân sẽ có 150g thịt xay hoặc là thịt bằm. Tôm lột vỏ, bỏ chỉ đen, rửa sạch để ráo khoảng 200g. Một củ hành tím 50g, tỏi để làm nước mắm và để xào. Ớt cũng làm nước mắm nè. Ngò rí, hành lá để làm mỡ hành. Và thật ra thì mình làm với lại củ sắn, tức là củ đậu đó, hoặc là củ su hào, củ cải trắng thì ngon hơn là củ cà rốt. Nhưng mà hôm nay ở đây không có mua được, mình thế bằng củ cà rốt. Trước tiên mình sẽ nấu đậu xanh. 150g đậu xanh khô đã bỏ vỏ, sau đó rửa sạch nhiều lần nước, nấu mở nắp và nấu nhiều nước. Sau khi sôi mình sẽ hạ lửa và quậy lên, tiếp tục nấu một chút xíu nữa, khoảng 2 phút. Mình sẽ đổ cái bọt ra, nghiêng nồi và đổ hết bọt. Sau đó chừa lại một lượng nước trong nồi cao lên khoảng 5-7mm. Đậy hé nắp nồi và nấu lửa trung bình nhỏ cho đến khi cạn. Để không phải canh, mình có thể mở nắp ra luôn. Sau khi cạn, mình đậy nắp lại và để thêm 10 phút ở số 2, sau đó tắt bếp. Trong lúc nấu đậu, mình sẽ đi nhồi bột. Đây là bột nếp, tức là glutinous rice flour. Mình lấy một gói bột nếp luôn, là 400g, tức là 14 ounce. Muối 1 muỗng cà phê, tức là 1 teaspoon đó, 8g. Mình sẽ nấu nước cho sôi nóng già. Lưu ý là khi nhồi bột nếp, nếu như mà nước không nóng là nó sẽ bị chảy bột. Đây là trường hợp các chị em hay gặp nhất, đó là chảy bột đó. Sôi sùng sục, mình sẽ cần có 1 cup là 250ml nè. Chị em và các bạn nhớ đông đầy. 1/3 cup nữa, tức là 330ml. Và cho 2 tablespoon dầu ăn, tức là 30ml nữa. Lượng chất lỏng là 360ml. Tùy theo bột củ mới, mình sẽ gia giảm khi nhồi. Cho vô từ từ, rồi mình trộn nha. Trộn xong rồi cho vô nữa, đừng đổ ập một lần. Cho rồi trộn, cho rồi trộn. Sau đó mình nhồi. Bước này chắc là ai cũng biết rồi. Lúc này nó cũng còn hơi nóng nóng á. Nếu mà nóng quá thì chờ chút xíu, nó nguội bớt rồi nhồi nha. Sau khi nhồi xong, mình sẽ đậy lại và ủ ở đây. Hành mình cắt nhỏ làm mỡ hành. Cà rốt thì cắt hạt lựu nhỏ luôn. Hành tím mình bằm luôn để chút xíu nó xào. Tỏi ớt mình sẽ bằm nhỏ để chút xíu nó làm nước mắm. 1 muỗng canh dầu ăn. Trước tiên cho hành, củ hành tím bằm nhỏ. Sau khi hành thơm mình cho thịt xào trước.
đó cho thơm. Đảo nhanh qua rồi nêm luôn. Một muỗng cà phê bột nêm, chicken powder bột nêm gà, một muỗng cà phê vung đường, một muỗng cà phê nước mắm, nước mắm ngon. Sau đó mình đảo, hơi bắt đầu chín mình sẽ cho cà rốt, một chút tỏi vô luôn. Rồi tiếp tục xào cho đến khi thịt và cà rốt tôm chín. Tắt lửa và có thể nếm lại tùy theo khẩu vị gia đình. Rồi cho tiêu, cho một chút hành lá, trộn lại. Mình đã có nhân. Sau đó mình chờ cho một chút xíu xiu nguội rồi xay ra cùng với lại đậu xanh, xay chung lại. Cối nhỏ mình chia làm hai lần nha. Chỉ cần xay nhanh qua thôi, hoặc là trộn cũng được nếu không có máy. Rồi còn bao nhiêu mình xay hết, sau đó vo viên. Không có máy thì mình sẽ trộn chung với đậu xanh, rồi lấy tay mình bóp lại cho kích dính lại đó. Tùy theo anh chị em và các bạn thích làm bánh lớn hay nhỏ thì mình sẽ làm nha. Cái nhân thường là khoảng một muỗng canh như vậy thôi. Sau đó mình vo tròn. Có thể không cần mang bao tay đâu, tại vì mình khuyên phải mang bao tay do con mình quay phim đó. Mở bao tay là để tắt máy cho nó dễ. Đó, như vậy nè. Để tiếp tục mình làm hết nha. Nhân sẽ vo tròn thành từng viên nhỏ. Mình thường lấy cái muỗng ém như vậy. Mình sẽ cho dầu ăn ra chén. Để dễ bắt bột thì cũng có thể mang bao tay thoa dầu. Bột mình sẽ nhồi lại. Nãy giờ mình ủ. Sau khi nhồi xong là cái bột nó phải mềm và dẻo. Đấy cho anh chị em và các bạn coi nè. Sau khi mình nhồi xong là cái bột nó phải như thế này. Đó, nó mềm dẻo như vậy đó. Và cũng như là nó không có chảy. Mặt bàn nhớ thoa dầu ăn nha, cho nó không có dính. Sau đó bột, cái nào mà mình chưa làm thì nhớ đậy lại, để không thôi là bột khô. Gói lại nha. Cái nào làm thì mình để ra, còn chưa làm thì gói lại. Sau đó lăn dài ra. Rồi chia phần. Tùy theo anh chị em và các bạn thích làm bột nhiều hay ít thì mình sẽ chia. Ví dụ như một viên nhân như vậy nè, thì mình làm một rưỡi bột. Tùy theo thích ăn bánh nhiều vỏ hay là nhiều nhân thì anh chị em và các bạn sẽ cho nha. Đó, khi mình làm xong là cái bột nó phải như vậy nè, mịn, không chảy. Nếu như mà bị nứt bột khi mà nặng bánh, tức là bột nó bị khô. Nhớ gói ôm sát, giống như là bánh cam vậy đó, để chút mình luộc nó không có bị rớt nhân ra. Rồi lấy dầu ăn, xoa. Rồi lần lượt mình làm hết luôn nha. Nếu thích ăn nhiều vỏ thì làm nhiều bột hơn. Cái này nó giống như là chè trên nước vậy đó. Mình chia ra sẵn, bắt rất là nhanh. Cái bột nãy giờ mình để nghỉ là được một tiếng rồi á. Rồi sau đó mình mới chia ra để bắt. Như vậy thì cái bột nó dẻo, mềm và ngon. Giống như là bánh cam vậy đó. Mình cho vào xong mình ấp xuống.
rồi cho nó ôm sát cái nhân để đút hấp hoặc là luộc cái bánh không bị phù. Rồi miết lại, sau đó vo tròn, tay nhúng bùi dầu ăn. Lần lượt làm cho hết nè. Tổng cộng mình được 24 cái. Sau đó thì anh chị em và các bạn có thể để lên lá chuối, rồi mình mang đi hấp, hoặc là cũng có thể mình để lên trên một cái giấy nướng bánh, hoặc không thôi thì luộc cũng được. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ làm bánh hấp nha, hấp nó ngon hơn. Bánh ít trần. Trong lúc nấu nước mình sẽ nấu nước mắm ở đây luôn, 150ml nước, một muỗng canh đường 17g. Sau khi nước sôi mình cho khay vô hấp. Mình cho vào đây một muỗng canh nước mắm 15ml. Nước mắm ngon. Sau khi nấu sôi để một lúc, mình cho vào đây nửa muỗng canh chanh. Rồi anh chị em và các bạn sẽ nếm lại nha, tùy theo khẩu vị gia đình. Cái nước mắm này nó không có chua lắm, nhưng mà lạc để chút nữa mình chan ăn nhiều. Và không có cho tỏi, nên anh chị em và các bạn thích cho tỏi thì cũng có thể bằm nhỏ cho vô. Mình chỉ ăn với lại ớt thôi. Cũng có thể làm tôm cháy cho lên trên. Mình cho dầu ăn vô hành, khoảng 2 muỗng canh, một nhúm muối nhỏ, sau đó trộn đều. Cho vô lò vi sóng microwave, bấm 30 giây. Trộn đều lại, mình đã có mỡ hành. 12 phút. Đó, bánh của mình chín rồi. Và sẽ lấy bánh ra, cho ra dĩa, sau đó cho mỡ hành lên. Khi lấy cẩn thận coi chừng nó đụng vô đó. Chị em và các bạn thấy cái bánh tròn xoe nè, dễ thương chưa? Ở nơi xa xứ mình có được những cái bánh ít trần cho gia đình hoặc là để khách thì rất quý. Chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình ăn bánh thiệt ngon, làm bánh ngon và ăn bánh ngon nha. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cũng có thể cho thêm tôm cháy lên trên, nếu như mình có tôm cháy nha. Cho bánh ra dĩa. Bánh dẻo quá chừng luôn á. Ăn nóng ngon ơi là ngon luôn. Mà bánh này mình ăn nguội cũng được nữa. Cũng có thể ăn thêm cùng với lại rau thơm cắt nhỏ ra cùng với giá luộc nữa, hay là giá trụng. Anh chị em và các bạn làm bánh và cùng ăn ngon với gia đình nha.